chú nhà anh chị đi. Bên em đó chị, hàng ngày đó chị, bên em sẽ lên kênh nha chị, và những sản phẩm anh chị em lên, bên em lên anh chị yêu thích anh chị cứ điện thoại trực tiếp hoặc là qua Zalo nha chị, 0913 330469 nha chị, và 0935 245 244 nha. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh này nha anh chị. Mong anh chị đăng ký kênh nha, để lúc mà em sẽ lên trực tiếp em sẽ thông báo nha anh chị. Đó, rồi bên em thì bao bể mẻ nha chị, toàn ship toàn quốc nha. Hôm nay em sẽ lên một cái chế nha chị, cái này là một cái chế Imari, một cái chế nha anh chị, Imari nha. Chế này là họa tiết vẽ nổi toàn bộ quốc nha anh chị, họa tiết vẽ nổi. Họa tiết vẽ nổi toàn bộ lacquer vàng. Đây là lacquer vàng nha chị nha. Đấy, lacquer vàng. Còn bên trong này rất là ok, mới nha chị nha. Chế Imari. Và cái này là cũng có truyền nha chị, truyền ký đầy đủ luôn nha. Một cái chế Imari này họa vẽ họa tiết hoa đào nổi toàn bộ luôn, vẽ nhà nha chị. Đấy, nói chung là rất là hoàn hảo nha anh chị, nói chung là Imari mà cái này rất là hoàn hảo luôn, vẽ nổi hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa đào nha anh chị, và những cái cảnh nhà Nhật nha anh chị. Rồi miệng chế là 9 nha anh chị, và cao tới ở miệng là 10-23 nha anh chị, và cao lên tới chớp, cao lên tới chớp là 34 nha anh chị. Đó, cao lên tới chớp là 34. Một cái chế Imari nha anh chị, xuất sắc luôn. Rồi cái chế này, đấy, Imari này xuất sắc nha anh chị nha. Rồi 3.150.000. 3.150.000 nha anh chị, chế Imari này nha. Đấy, 3.150.000. Mã V1 nha anh chị, V1. Ồn ào này nha. Rồi anh chị, cái này em có thố nha anh chị. Đấy, cái này là gọi là thố trúc nha anh chị. Đấy, cái này là thố trúc, vẽ cây trúc nha anh chị, vẽ cây trúc. Và cái này là anh chị, vẽ cây trúc nha anh chị. Rồi cái này em có số lượng là 4 thố nha anh chị. Đây, thố này là họa tiết vẽ trúc nha anh chị. Đường kính nha anh chị, đường kính là 10 và cao là 7 nha anh chị. Đấy, đường kính là 10, cao là 7. Rồi cái này là 1, 2, 3, 4 nha anh chị. Cái này 4 chiếc nè. Cái này là không có truyền, chỉ là vẽ trúc thôi nha anh chị. Đấy, 35k. Cái này em có là 4 chiếc 140k nha anh chị nha. 4 chiếc 140k, mỗi chiếc chỉ có 35k thôi. Mã V2. V2 nha chị, 35k một chiếc nha chị, mã V2. Rồi cái này là cây nha chị, cây này là cây ngũ sắc. Đấy, cây ngũ sắc nha chị. Đã, cái cây này em có số lượng 5 chiếc nha chị. Viên này là viên sô cô la. Viên sô cô la nha chị, cái này là không có truyền nha. Cái này là mới luôn, viên cái này là cây ngũ sắc.
khay ngũ sắc nha anh chị. Đây, chữ nhật nha, cái này là viên sô cô la, em có số lượng 5 khay. Đường kính khay 20 nha anh chị, và ngang 11 nha. 20 ngang 11, em có 5 khay. 50k một khay nha anh chị. Đấy, 50k khay, cái này em có 5 chiếc luôn. 50k một chiếc. Mã V3 nha anh chị, mã V3 nha, 50k một chiếc mã V3. V3 50k một chiếc. Xuất sắc đẹp luôn. Rồi anh chị, cái này em có một bộ đây anh chị. Đấy, một bộ nha. Bộ này là gồm có một bình anh chị, một bình 5 chung nha. Bộ này là gồm có một bình 5 chung. Cái này là bộ, này là bộ trà mọc nha anh chị, bộ trà mọc nha. Cái này là bộ, này là bộ trà lưới nha anh chị. Cái này là bộ trà lưới, lọc lưới nha anh chị. Bộ này là gồm có một bình 5 chung. Đó, dung tích bình là khoảng chừng 400ml nha anh chị. Dung tích bình là 400ml. Ly là đường kính 9 nha anh chị, và cao ly là 5. Miệng 9 cao 5. Rồi bộ này chị, bộ này là một bộ một miệng 9 cao 5. Rồi, bộ này 400k. Cái này là hàng chuẩn của Nhật nha chị, mà cái một bộ trà chỉ có 400k là bộ trà rất là rẻ luôn nha chị. Vì hàng Việt Nam mình đã có giá 400k rồi, không cần tới hàng Nhật, mà cái này là chuẩn hàng Nhật. Đó. Là 400k là chị, hiện tại là cái giá này là em sale hết giá rồi nha chị nha. Sale hết giá luôn, 400k cái bộ này nè. Ở mã V4 nha anh chị, V4 400k. Rồi cái này một cái bình hút lọc nha anh chị. Bình này là một cái bình hút lọc nha. Một cái bình hút lọc anh chị, bình này là một cái bình con hổ nha anh chị, gọi là con cọp, con hổ là của nó luôn nha. Cái này là hàng, này hàng vẽ tay, bụng to miệng nhỏ là những dáng bình hút lọc nha anh chị nha. Đấy, cái này là họa tiết vẽ trúc, họa tiết vẽ cây trúc nha anh chị nha. Đó, vẽ tay hoàn toàn luôn, vẽ tay hoàn toàn luôn nha anh chị. Một cái cảnh là họa tiết là vẽ núi nha anh chị nha. Đó, cái này là vẽ núi. À, cái bình này là chữ ký nha anh chị. Cái này là chị, bên này chữ ký nghệ nhân, và cái này là có truyện nha chị, truyện chữ ký nghệ nhân. Dưới này không có truyện nha chị. Đó, mà hàng này vẽ tay tuyệt đối là đẹp luôn. Bụng to miệng nhỏ nha chị, bụng to miệng nhỏ nha. Miệng bình là 8 nha chị, và cao bình là 35. Miệng 8 cao bình là 35. Vòng bụng 102 nha chị. Vòng bụng này là 102, là 102. Rồi cái bình này nha chị, bình này là 102, là bình hút lọc nha chị. Rồi cái này là 1.650k nha, 1.650k. Nó khác màu ở nhà. 1.650.000 nha anh chị nha, 1.650.000 là mã V5 nha chị, mã V5.
Cuộn bưng được cái này ra rồi. Cái này là khay nha chị, khay này là khay lam nha, khay lam. Nói chung là cũng có một triền hết nha chị, một triền hết đầy đủ luôn. Mà một triền nha chị, mà mỗi cái nó có mỗi họa tiết khác nhau. Bộ này em có số lượng 5 chiếc nha chị, mỗi chiếc nó có mỗi họa tiết khác nhau. Một anh chị nha, nói chung là một hết nha anh chị, một triền nha. Cái này là lam vẽ cua chữ nhật, còn cái này là một cái dĩa vẽ sơn thủy ở nguyên bộ nha chị. Cái này em để nguyên bộ luôn nha, họa tiết là hoa vẽ tay hoàn toàn luôn, chưa có qua sử dụng nha chị. Đường kính 21 nha chị, và ngang là 14 đấy, 21 ngang 14. Bộ này em có số lượng là 5 chiếc này là 180k 5 chiếc nha chị. Cốt nặng nha, 180k, mà cái này là mọt nữa nha anh chị. Mã V6, 180k, V6. Rồi. Rồi em lên một cái bộ, cái này một cái tô nha anh chị. Một cái tô này là họa tiết vẽ, tô này là tô ngũ sắc nha anh chị. Tô này là tô ngũ sắc, viền này là viền vàng nha anh chị. Đấy, đó là tô viền vàng. Đấy, họa tiết bên trong ngũ sắc hoa mẫu đơn nha chị. Sắc hoa mẫu đơn, viền là viền lacquer vàng nha chị. Đấy. Có truyền ký vàng luôn nha chị. Đấy, nguyên một cái tô nè, có truyền ký vàng hết toàn bộ nha. Tô này là đường kính 41 nha chị, và cao 15 năm, cao 15.5 nha chị, 41 nha chị, cao 15.5 nha. À, rồi cái một cái này là tô nha chị. Trời, tô này là 1.900.000 nha chị. Cái này là nặng trên 5 kg và dưới 9 kg nha chị nha. À, cái này là 1.900.000. Mã V7 nha anh chị, 1.900.000 mã V7. Rồi, cái này là một cái bộ trà lam nha anh chị, một bộ trà lam. Một bộ này là gồm có một bình nha anh chị, một bình. Một bình 5 chung nha anh chị. Đấy, cho nảy lên rồi. Rồi, cái này chị, cái này là một bình gồm có 5 chung nha anh chị. Đấy, lam nha. Cái này là có truyền ký đầy đủ luôn. Dung tích là 500ml, 500ml là nửa lít nước nha anh chị, 500ml nửa lít nước nha. Đó, cái này là có truyền ký đầy đủ luôn anh chị, có truyền ký đầy đủ luôn. Đường kính 8.5 nha chị, cao là 5 nha. Đó, cái bộ này lam nha chị. Rồi, có truyện trong nắp rồi. Bộ này nha chị, bộ này là một bình 5 chung, mới chưa qua sử dụng, 800k bộ này nha chị, 800. Nha chị, mã V8. Bộ lam đẹp nha chị nha, vẽ nổi hết hoàn toàn luôn. Đói mà cách truyền nữa anh chị, viền sô-cô-la mới luôn nha, 800k mã V8.
mình mua bao nhiêu còn 150.000 hay 120.000 nó luôn luôn á mình. Rồi cái này thì một cái bình à. Cái này dưới như cho nó chặt à. Cái này là một cái bình hút lọc nha anh chị. Bình này là bình gọi là tùng cò nha anh chị. Đó, cũng là dòng hút lọc luôn, tùng cò. Đó. Họ viết là vẽ tùng cò nha anh chị. Đó, mà cái này là chữ ký nghệ nhân nha anh chị, và cái này là có truyền nha. Họ làm hút lọc đứng trên một cái cành nha anh chị nha. Rồi. Nói chung là những cái dòng này dòng hút lọc anh chị. Đấy, miệng là nhỏ xíu thôi mà cái bụng là to nha. Đó, và dưới này nó chỉ không có truyền nha anh chị, nó không có truyền. Không có truyền. Miệng 7 nha anh chị, và cao là tới 34 nha, cao là 34. Vòng bụng là 100 nha anh chị. Đấy, vòng bụng của bình này là 100. Bên này là chị cũng là 1.650.000 luôn nha. Đó, vẽ tay hoàn toàn luôn. 1.650.000 vẽ hoàn toàn luôn nha chị nha. Mã V9. V9 nha chị, 1.650.000 mã V9. Rồi cái này là một cái bình trà nha chị. Bình này là một cái bình trà họa tiết vẽ rồng. Họa tiết là rồng nha anh chị ơi. À, rồng phụng anh chị. Cái này là bình rồng phụng nha. Lọc này là lọc tổ ong. Lọc tổ ong nha anh chị. Dung tích nước là 500ml. Dung tích nước là 500ml nha anh chị. Miệng 8 cao là 9 nha. Miệng 8 cao là 9. Đấy, rồi bình này dung tích là 500ml, bình này 300k nha chị, 300k. Mã V10. 300k cái bình nha chị, đã thứ nhất là nó lại lọc tổ ong. Thứ hai nữa là họa tiết hoa văn nha chị, hoa văn nổi hết nha. Và bên đây là phụng nha chị, và bên đây là rồng. Rồi bình này chị. Bình này là V10 nha chị, 300k nha. V10 dung tích 500ml tới 600ml nha chị. V10 300k cái bình này. Ông đến giờ già cố dùng thêm chơi. Đây được không? Đó cái này nè. Để lấy cái hộp ở dưới này. Đây là chị Lan đã. Lan bè nè. Rồi cái này là ly chú tiểu nha anh chị. Đó, cái này là ly chú tiểu. Ly này là viền vàng nha anh chị. Này là viền vàng nha anh chị đấy. Bình này, cái ly này anh chị em có số lượng là 9 ly nha anh chị, 9 chung nha. Ly này là đường kính 7.5 và cao là 5 anh chị nha. Cao là 5. Đó, cái này là ly chú tiểu nha anh chị, không có truyền. Rồi chín chung này, hoa chín chung này là 200k nha. Chín chung này là 200k anh chị, viền lacquer vàng nha anh chị. Đó, nói chung là có phai nhẹ mà nói chung không đáng kể nha anh chị. Dưới này không có truyền thay thế gì, họ đóng chuyện bên này nha anh chị nha. Đó, chín chiếc 200k, cái này là chú tiểu. Mã V11 nha. V11, chín chiếc 200 V11.
Rồi em có một cái bộ anh chị, bộ này là một cái bộ xếp trà nha chị. Bộ xếp trà, bộ này gồm có 5 cái xếp trà nha chị, 5 cái xếp trà, mà cái này là hàng Âu nha chị. Đấy. Cái này là hàng Âu. Cái họa tiết hoa văn nha chị nha. Thứ nhất là hoa văn họ làm bằng tay hết nha chị. Cái này là dĩa oval. Một gọi là 5 xếp anh chị, 5 xếp nè. Và em để ra một chiếc cho anh chị xem nha. Đấy. Cái này là cái xếp này là cái quai chị để uống nước, uống cà phê. Mà cái này là cốt của nó rất là nặng nha anh chị, nặng dày cực kỳ luôn nha anh chị. Em có để xuống chi chân nữa nó cũng không có bị rớt từ cao xuống, nó cũng không có bị mốt nha anh chị. Đấy. Rồi cái này chị mới luôn nha, cái này là còn hộp luôn anh chị. Họ thổi nó chết vào luôn nha anh chị, không có lấy ra nha. Cái này là có hộp đầy đủ luôn. Rồi cái này là anh chị đường kính 15 nha chị, ngang là 15, dài là 15 nha chị, và ngang là 12 nha. Còn cái ly này đường kính là 8 và cao ly là 7 nha chị đấy. Nguyên cái bộ này rồi, bộ này hôm nay em sale giá còn là 400k bộ này luôn, sale giá nha chị, hết giá luôn nè, 400k. Vì họa tiết họ vẽ hoa, họ làm hoa văn rất là đẹp nha chị, 400k bộ này nha. Đó, 5 set. Rồi mã V12. V12 nha chị, 400k nha. Rồi em lên một cái bộ xuất sắc anh chị nha. Một cái bộ này là gồm có 6 xếp trà anh chị, 6 xếp nha. Cái này là ly thủy tinh nha anh chị. Đó, mà cốt nặng nha. Mà cái này là quai họ là sẽ làm quai kim loại nha anh chị. Đó, cái này là một cái quai kim loại nha. Và cái này em có tổng là 6 ly, 6 dĩa và một cái muỗng nha anh chị. Cái dĩa nha, cái thìa nha chị đại. Cái thìa này là không có triền nha chị, chỉ là một cái kim loại bên trên này nha chị. Đó, cái này là gồm có 6 xếp và một cái bình nha chị. Cái này thì nó lại họa tiết thì thủy tinh nha chị, và bên ngoài là một cái lớp kiểu như là một kim loại nha chị. Nắp này nắp nhựa nha, nắp nhựa. Đấy. Rồi cái ly dĩa là đường kính 15 nha chị, còn ly này là đường kính 8 nha, và cao là 8. Rồi bộ này là một bình nha chị, một bình gồm có 6 xếp trà và có 6 nĩa, tổng là 19 món nha chị. Rồi cái này là 19 món, 1.600.000 một bộ nha chị. Đó, nguyên một cái bộ này 1.600.000. Đó, cái này em báo chị là cái này em có hộp nha chị. Đó, nguyên hộp nha. Đấy, cái này em có nguyên hộp nha chị nha. 1.600.000 một cái bộ này. Mã V13. V13 nha chị, 1.600.000 nha, V13.
Cái này chị, cái này là một cái bộ Furaga nha chị nha. Bộ Futo Furaga. Bộ này chị, bộ Furaga này em có số lượng là 5 tô nha chị, 5 tô nha. Đó, cái này là 5 tô mà rất tiếc là 5 cái tô, có 1 tô là bị dâm. Cái này em lên 4 tô nha chị, dòng Furaga. Tô này là đường kính 15. Đường kính 15 nha chị. Đường kính 15 và cao tô là 4. Đó, cao tô là 4 anh chị. Cái này em có số lượng là 4 tô nha anh chị, với là một cái chiếc dâm nha. Đó, rồi, bộ Furaga này anh chị, bộ Furaga. Đấy, rồi bộ này là 300k bộ này nha anh chị. Đấy, là cái tô dâm em bỏ vào luôn nha, không tính. Bộ Furaga này là giá 300k. Đấy, ba mã V14 nha anh chị. Rồi em xin phép anh chào quý cô chú và anh chị.